Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã tiếp tục chủ trì cuộc họp với các sở ngành liên quan và tổ công tác của Bộ Y tế tại Đồng Nai để lấy ý kiến hoàn chỉnh kế hoạch xét nghiệm COVID-19 diện rộng trong 15 ngày tới trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng. Theo bác sĩ Bạch Thái Bình, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai, căn cứ trên phương án mà tổ công tác của Bộ Y tế tại Đồng Nai đưa ra, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch xét nghiệm diện rộng toàn tỉnh. Theo đó, điều chỉnh vùng nguy cơ theo ấp để làm xét nghiệm trọng điểm, thay vì làm ở cả một xã phường. Cụ thể, đối với ấp, khu phố có nguy cơ rất cao, lấy mẫu xét nghiệm toàn dân 3 lần. Lần 1, lần 2 thực hiện test nhanh, mẫu gộp 3, cách nhau 3 đến 5 ngày. Lần 3 thực hiện xét nghiệm real-time PCR, gộp từ 10 đến 20, cách lần thứ 2 từ 3 đến 5 ngày. Đối với ấp khu phố có nguy cơ cao cũng lấy mẫu xét nghiệm 3 lần, lần 1, lần 2 lấy mẫu gộp theo hộ, 3 người một hộ, chọn người có nguy cơ cao hơn, làm test nhanh, cách nhau 3 đến 5 ngày. Lần 3 lấy mẫu 1 người một hộ, chọn đại diện, gồm 5 mẫu từ 5 hộ và thực hiện xét nghiệm PCR, cách lần thứ 2 từ 3 đến 5 ngày. Đối với các ấp khu phố có nguy cơ, thực hiện lấy mẫu 100% số hộ gồm 2 lần. Lần thứ nhất, mỗi hộ 1 người, chọn đại diện 1 người có nguy cơ cao, thực hiện test nhanh, gộp 3 hộ. Lần thứ hai tương tự, nhưng lấy mẫu gộp 5 hộ và thực hiện xét nghiệm PCR, cách lần thứ nhất từ 3 đến 5 ngày. Đối với các ấp khu phố bình thường mới, chọn tối thiểu 20% số hộ gia đình có nguy cơ như buôn bán, lái xe, giao hàng. Lấy mẫu mỗi hộ 1 người và thực hiện test nhanh. Nếu có trường hợp dương tính thì tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm. Tinh thần là thực hiện đồng loạt tận dụng thời gian phong tỏa, giãn cách xã hội để triển khai xét nghiệm cuốn chiếu, làm đến đâu, sạch đến đó. Thực hiện lấy mẫu làm 3 đợt, mỗi đợt từ 3 đến 5 ngày, từ ngày 14 đến ngày 31 tháng 8. Khi chúng ta thực hiện cái quét như vậy thì sau khoảng 3 đến 5 ngày thì chúng ta sẽ hoàn thành trong toàn tỉnh. Chúng tôi cũng ước tính khoảng 2 triệu người sẽ được lấy mẫu trong toàn tỉnh. Như vậy thì nó sẽ có khu vực là lấy mẫu đại diện, có khu vực là lấy mẫu tất cả. Sau cái xét nghiệm đó, chúng ta sẽ xác định mở rộng được các cái vùng xanh, rồi làm được cái chuyện bóc tách lần một, cách là tổng thể các ca dương. Nếu chúng ta thực hiện đúng được cái kế hoạch và cơ bản tốt thì tôi nghĩ là đến ngày 1 tháng 9 thì có thể chúng ta không cần phải áp dụng cái 16 toàn tỉnh, mà chúng ta sẽ có những vùng phong tỏa ở những cái mức độ khác nhau, từng cái phạm vi. Và chúng ta sẽ thấp xuống cái mức độ giãn cách xã hội toàn tỉnh. Về nhân lực thực hiện kế hoạch, ước tính toàn tỉnh phải huy động khoảng 4.000 người để thực hiện việc lấy mẫu, bao gồm nhân lực hiện có của các trạm y tế, nhân lực hỗ trợ từ các địa phương đã và sẽ vào Đồng Nai khoảng 700 người, nhân lực huy động từ các bệnh viện, nhân lực từ các huyện vùng xanh như Tân Phú, Định Quán, Cẩm Mỹ sẽ tập trung hỗ trợ cho Biên Hòa, Nhân Trạch. Dự kiến số người nhiễm mới được phát hiện sau 3 đợt sàng lọc tại cộng đồng là từ 9.000 đến 18.000 người, cũng có thể cao hơn. Các ý kiến tại cuộc họp đề nghị các địa phương chuẩn bị mở rộng thêm các khu cách ly tập trung F0 và F1, đồng thời tính toán việc cung cấp suất ăn tại các khu cách ly, việc vận chuyển F0, v.v. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đề nghị huy động tất cả nguồn lực tham gia vào chiến dịch xét nghiệm toàn tỉnh, như Sở Giao thông Vận tải huy động lực lượng taxi, shipper vận chuyển F0, F1, hàng hóa, huy động các thành phần kinh tế vào việc lo suất ăn, sử dụng các bếp ăn của doanh nghiệp lớn không tổ chức sản xuất để đưa vào phục vụ, huy động các nguồn lực thực phẩm để cung cấp cho các bếp ăn, ưu tiên nguồn thực phẩm ở các trang trại trong tỉnh và các địa phương lân cận gặp khó khăn do chưa tiêu thụ được, đặc biệt là chuẩn bị các khu cách ly nhân lực cho công tác lấy mẫu. Huy động các cái cơ sở vật chất, nhà xưởng, trường học, các cái nhà thờ để tăng cường cho cái làm khu cách ly F1 và F0, rồi các sở ngành, các địa phương tập trung lo mua sắm các trang thiết bị để đảm bảo trang bị cho cái khu F1, F0. Huy động các cái lực lượng y tế tư nhân, y tế học đường, y tế quân sự, quân đội và các cái thành tình nguyện viên khác để thực hiện cho cái chiến dịch đi xét nghiệm, lấy mẫu, xét nghiệm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế và các sở ngành hỗ trợ tối đa cho thành phố Biên Hòa để Biên Hòa đủ năng lực thực hiện chiến dịch xét nghiệm. Sở Y tế có hướng dẫn chi tiết với các địa phương về công tác chuyên môn và việc mua sinh phẩm.
giao Giám đốc Sở Y tế điều hành công tác xét nghiệm PCR, không để xảy ra việc trả kết quả xét nghiệm chậm quá 48 giờ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành xem xét việc thực hiện chiến dịch xét nghiệm là nhiệm vụ chính trong giai đoạn này, quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc của ngành mình, đảm bảo không đứt gãy khâu nào trong quá trình triển khai. Cái lịch làm việc của ban chỉ đạo đối với việc là kiểm tra, xử lý là làm việc thường xuyên xuyên suốt. Đây là tôi với đồng chí Hoàng trực, anh Vũ trực. Đây. Các địa phương nơi nào có khó khăn gì thì trao đổi về. 3 giờ chiều của mỗi của 246 là ban chỉ đạo sẽ làm việc và nghe cụ thể kết quả triển khai kế hoạch. Yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch của địa phương mình để triển khai thực hiện. Và lãnh đạo của các địa phương phải chịu trách nhiệm trước tỉnh ủy và chủ tịch ủy ban tỉnh về cái việc xử lý chống dịch ở địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Sở Y tế, cơ quan công an, quân sự có đề xuất khen thưởng, động viên đối với lực lượng chống dịch. Thời gian qua, các lực lượng tuyến đầu ở Đồng Nai đã vất vả ngày đêm làm nhiệm vụ. Có nhiều trường hợp đã bị lây nhiễm bệnh nhưng chưa có sự động viên, khen thưởng kịp thời từ phía các cấp lãnh đạo. Đối với những thanh niên tình nguyện viên tích cực, có thể xem xét kết nạp đảng ngay trong thời gian này.